iOS 17.4 đã chính thức được ra mắt. Có fan nào đã lên chưa ta? Đầu tiên là iOS 17.4 đã có thêm 6 biểu tượng cảm xúc như thế này. Nhưng nếu điện thoại bạn của bạn đang ở phiên bản 17.4 mà gửi mấy cái emoji này cho bạn mà điện thoại của bạn không phải ở cùng phiên bản đó thì thứ bạn nhận lại sẽ như thế này nè. Và cái mà tôi thích nhất ở đây á là ở phần dung lượng pin đã hiển thị số chu kỳ sạc nè. Các bạn có thể kiểm tra rằng là iPhone của mình đã trải qua bao nhiêu chu kỳ sạc và kiểm tra rằng là tình trạng pin của mình có đang bình thường hay là không. Và ở phiên bản 17.4 này, độ bền của pin sẽ tăng lên đến 1000 chu kỳ sạc, tức là sẽ tăng lên gấp đôi so với 500 chu kỳ sạc trước đó thì nội suất mới bắt đầu suy giảm. Và sau 1000 chu kỳ sạc á, thì pin sẽ về 80%. Tuy nhiên về phần pin này á, thì chỉ xảy ra với iPhone 15 series thôi. Ngoài ra, phiên bản iOS 17.4 này còn có thể sửa các lỗi như là giật, lag, hao pin, nóng máy và N các lỗi khác mà các phiên bản trước đó mang lại. Vậy nên